Thưa quý vị, những thay đổi trong sản xuất nông nghiệp thời gian qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đòi hỏi các cấp hội nông dân thành phố Đà Nẵng phải có những hướng đi mới để có thể bắt kịp với xu hướng phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Một trong những hướng đi đó là hỗ trợ người dân vay vốn để chuyển đổi sản xuất sang các mô hình nông nghiệp đô thị. Trong điều kiện quỹ đất đô thị và vùng ven bị hạn chế, việc áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp để tăng sản lượng cây trồng vật nuôi là vấn đề mang tính tất yếu và cấp bách. Trong khi một bộ phận khá lớn nông dân ở khu vực nông thôn chưa có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ khoa học và công nghệ, còn tổ chức sản xuất nông nghiệp theo lối quan cảnh truyền thống, thì nông nghiệp đô thị có rất nhiều thuận lợi trong việc vận dụng những dịch vụ khoa học công nghệ vào sản xuất. Cũng vì vậy, trong những năm gần đây, Hội Nông dân thành phố rất chú trọng vào việc hỗ trợ phát triển các mô hình quy mô mang tính chất như vậy. Trước cái tình hình đất đai nông nghiệp trên địa bàn thành phố ngày càng thu hẹp, mà cái nông nghiệp thuần túy nông nghiệp truyền thống trước đây á, thì nó cũng không còn phù hợp. Cái định hướng của thành hội nông dân và đánh các cấp hội cũng như hội nông dân á, là chuyển dần cái mô hình nông nghiệp sang cái nông nghiệp đô thị, nông nghiệp chất lượng cao. Đặc biệt là các cái dự án trồng hoa Modoka ở trên Hòa Ninh cũng như Hòa Bắc, rồi dự án trồng nấm ở các cái địa phương, nhất là các cái vùng đô thị. Tuy nhiên, việc chuyển đổi sản xuất theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ cũng tức là thay đổi tư duy sản xuất của một bộ phận lớn hội viên nông dân. Việc này đòi hỏi rất nhiều thời gian cũng như công sức. Trong khi đó, theo thống kê hiện nay, người dân Đà Nẵng vẫn tập trung vay vốn để phát triển các mô hình nhỏ lẻ kiểu cũ, chưa thực sự có những mô hình tập trung có giá trị kinh tế cao và mang tính đô thị. Đối với những nông dân mà sản xuất mà nhỏ lẻ như ở vùng rau đô hường thì mức đó là cũng là vừa, là 20 triệu, 50 triệu là vừa. Còn những người nông dân mà người ta đầu tư lâu dài á, thì có thể là vốn có hơn nên nó người phát dự án. Cho nên cái vùng rau đô hường thì hầu như nông dân thì cũng một người cũng phải là mấy sổ đất thôi, thì mức vốn nó là cũng vừa. Mặt khác, việc huy động các nguồn vốn vay cho chuyển đổi sản xuất cũng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, khả năng thu hồi vốn và đặc biệt là thời hạn vay, theo nhiều người dân còn quá hạn chế. Đây cũng là trăn trở rất lớn của hầu hết các cấp hội nông dân trong quá trình khai thác nguồn quỹ hỗ trợ nông dân và các nguồn vốn tín dụng khác thời gian qua. Ở một số cơ sở thì người ta cũng kiến nghị nên kéo dài cái thời hạn vay đối với nguồn vốn này. Ví dụ như là từ bình thường thì hiện nay thì cho vay từ 2 năm đến 3 năm. Thì có một số hộ thì người ta cũng kiến nghị thì kéo dài cái này là khoảng 5 năm. Mình vẫn biết rằng là cái nguồn vốn này nó ít thì muốn là quay vòng để cho nhiều người hội viên nông dân được hưởng, cho nên là cái thời gian đó, nó còn ngắn. Cho nên mình mong muốn là nếu như trong thời gian sắp tới mà cái dư nợ nó tăng lên, cái nguồn vốn này nó phát triển lên thì cũng mong là các cấp các ngành quan tâm là hỗ trợ cái kéo dài cái thời gian cho những cái hộ vay cũng như là tăng thêm cái số tiền vay. Trong năm 2021, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân toàn thành phố đạt hơn 40 tỷ đồng, đã giải ngân 174 dự án, giải quyết cho gần 1.430 hộ vay. Tổng dư nợ nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội hơn 710 tỷ đồng với gần 16.210 hộ vay. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gần 630 tỷ đồng cho 8.120 hộ vay. Có thể thấy, nếu tận dụng hiệu quả nguồn lực này và mở rộng thêm các điều kiện để hội viên nông dân mạnh dạn tiếp cận đầu tư sản xuất, sẽ góp phần rút ngắn lộ trình chuyển đổi nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố.